Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Sun Studio. Và đây là Apple Watch SE. Đấy. Chiếc Apple Watch mà lúc mới ra mắt nhận được quá nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng mà thời gian nó đã chứng minh nó là lựa chọn quá trời là tốt dành cho người dùng công nghệ. Vậy thì nó có những cái gì tốt và tại sao các bạn nên mua thì hãy cùng nhau tìm hiểu một cách kỹ càng hơn trong video này nhé. Nhiều bạn lại bảo là trong video hôm trước thì lại bảo là Series 4 đang mua, Series 5 đang mua, lần này lại bảo là SE đang mua. Thì nó cũng có lý do của nó. Nó đang mua dành cho ai ạ? Series 4 ấy thì nó sẽ phù hợp với các bạn mà thích một ngôn ngữ thiết kế mới nhưng mà phải là rẻ nhất. Đấy. Series 5 thì các bạn cần một thiết kế mới, phải hiệu năng tốt và màn hình OLED. Và SE nó sẽ dành cho những người dùng cần một chiếc máy mới 100% mức giá rẻ. Đây là một chiếc Apple Watch SE mới 100% nguyên siêu. Các bạn chỉ cần bỏ ra số tiền chưa đến 7 triệu đồng để có thể mua được một chiếc máy mới new siêu như này. Quá là hời đúng không ạ? Các bạn thử tính xem trên thị trường này có bao nhiêu phiên bản Apple Watch new siêu dưới 7 triệu đồng. Đấy, các bạn tính cho mình. Một hay là hai? Comment ở dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau tham khảo nhé. Vậy thì với cái mức giá chưa 7 triệu đồng thì SE nó có những điểm gì? Thứ nhất, nó có một ngôn ngữ thiết kế bên ngoài rất giống so với Series 6. Đấy, các bạn, nhiều bạn này bảo ôi, Series SE thì cũng khác gì Series 4 đúng không? Nhìn thì đúng rồi, rất giống nhau. Apple như vậy, ngôn ngữ thiết kế họ sẽ không thay đổi quá nhiều. Vậy nên là khi các bạn nhìn vào từ xa ấy, thì sẽ thấy là SE nó vẫn tôn lên một cái vẻ gì đấy, nó rất là đẹp. Màn hình vẫn là tràn viên, rồi thì thiết kế bao cong mà nã, nên là các bạn sử dụng rất là ok. Tiếp theo nữa đó chính là những cái tính năng trang bị trên Apple Watch SE. Như bạn nói ôi rồi ôi, bây giờ vẫn không có màn hình OLED, bây giờ vẫn còn không có những cái tính năng như kiểu điện tâm đồ hay là vân vân. Thì khẳng định lại lần nữa, đến Series 6 ở thị trường Việt Nam thì cũng không đo được nồng độ oxy, cũng không đo được cái điện tâm đồ. Vậy nên là các bạn biết là SE nó cháy hàng vì sao rồi ạ? Tức là những cái thứ trang bị trên SE nó đáp ứng trực tiếp nhu cầu sử dụng của người dùng ta. Một chiếc máy mới 100%, một chiếc máy mà có cái tính năng gì người dùng ta sử dụng tính năng đấy. Đấy. Vậy nên là việc nó bắn chạy nó quá điều bình thường luôn đúng không ạ? Apple Watch SE này nhá. Đấy, chúng ta sẽ có một cái hiệu năng tốt hơn so với Series 4. Cụ thể nó sẽ là con chip của Series 5, thiết kế của Series 4, nút home của Series 3. Và hiệu năng thì đỉnh cao, nói chung là tuyệt vời. Pin thì bây giờ thì nó cũng hơn Series 4, tại vì Series 4 nó là hàng cũ qua sử dụng, còn SE nó là hàng mới 100%, nên là người dùng ta sẽ có phần nào được yên tâm hơn. Tất nhiên là cái thời gian sử dụng nó cũng phụ thuộc vào cái cường độ chúng ta sử dụng nữa. Chúng ta nhận nhiều thông báo, chúng ta nhận trả lời trực tiếp nhiều, rồi thì tập thể dục thể thao nhiều thì dung lượng pin nó ít hơn. Vậy nên là nếu so sánh tương quan trực tiếp giữa SE và Series 4 ấy, thì chắc chắn SE nó vẫn sẽ nhỉnh hơn, tại vì nó là máy mới 100%. Tập trung lại thì có thể thấy rằng là SE nó hướng đến những cái người dùng thực sự là ăn chắc mặc bền, và theo kiểu là tôi bỏ ra số tiền bằng này thì tôi phải nhận lại những giá trị tương đương, tức là giá trị bỏ ra gần như là bằng lại cái giá trị nhận về. Đấy. Một chiếc máy mới 100%, một chiếc máy đầy đủ tính năng, một chiếc máy mà thời lượng pin tốt. Đó, và đó là những thứ mà mình thấy rằng là rất nhiều người dùng yêu thích. Bỏ qua những cái sự thiết kế về phím crown thì là hoàn toàn ok. Đó. Và ở hiện tại với mức giá chưa đến 7 triệu đồng mà chúng ta có một chiếc máy new siêu như này thì các bạn không nên bỏ qua. Đặc biệt nhà mình sẽ có chính sách trả góp, các bạn trả trước không đồng, dinh ngay chiếc SE này về. Đó, quá tuyệt vời đúng không ạ? Các bạn sẽ được bảo hành đúng theo chính sách của Apple. Và ngoài ra thì các bạn sẽ có thể mở rộng lên tận 24 tháng, tức là trong vòng 2 năm, bất cứ lỗi nào do nhà sản xuất, các bạn sẽ được đổi luôn một chiếc máy khác. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Và chưa dừng lại ở đấy thì các bạn sẽ được hưởng chính sách thu cũ đổi mới. Ví dụ như là các bạn sử dụng 2 năm, các bạn muốn lên đời Series 6, lên đời Series 7 thì nhà mình đều hỗ trợ hết. Hoặc là các bạn muốn lên đời thép 5, thép 6 đấy, thì là đều là ok. Các bạn yên tâm 100% khi mà sử dụng dịch vụ của nhà Sun Studio. Vậy nên ở thì hiện tại chúng ta cần làm gì ạ? Thứ nhất, các bạn sẽ comment. Thứ hai, các bạn inbox
fanpage. Thứ ba là các bạn có thể gọi hotline 0376600888. Thứ tư, các bạn có thể là vào website của sunstore.vn, sau đó các bạn tham khảo giá. Và đặc biệt dành cho 10 người đầu tiên đặt mua trên cái video này, các bạn sẽ được giảm thêm 100.000 đồng so với mức giá ở trên website. Đó. Các bạn nhớ bí mật thôi nhé. Qua 10 người phát là các bạn sẽ không được giảm nữa. Nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì là chúng ta lại về mức giá cũ. Tất nhiên nhiều bạn bảo là ôi trời ơi, mức giá cũ vẫn quá hời. Nhưng mà thôi, đỡ được 100.000 vẫn hơn, đúng không ạ? Và các bạn sẽ được tặng thêm một cái miếng dán trị giá là 150.000 đồng cho cả mặt trước mặt sau luôn, rất ok. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video của Sun Studio. Và nếu như các bạn quan tâm đến Apple Watch nói chung hay là những chiếc Apple Watch SE nói riêng, thì hãy nhanh tay truy cập trực tiếp đường link ở phía phần mô tả để đến với Sun Store. Đây là một máy mới new siêu. Còn ngoài ra thì nếu như các bạn quan tâm cái hàng 99% qua sử dụng siêu lướt ấy, thì mình cũng có luôn nhé. Còn bây giờ thì bye bye.